Mới đây, đề thi ngữ văn giữa học kỳ 1 dành cho học sinh khối lớp 10 của trường Trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh gây xôn xao mạng xã hội. Theo đó, đề thi chỉ có một câu hỏi, yêu cầu học sinh viết bài văn nghị luận bàn về lối sống phong bạt của giới trẻ hiện nay. Thời gian làm bài là 45 phút. Người dùng mạng xã hội khen đề thi thời sự, bắt đúng trend của giới trẻ. Tuy nhiên, giới chuyên môn lại có những quan điểm trái chiều về việc này. Một giáo viên dạy ngữ văn tại một trường trung học phổ thông ở thành phố Thủ Đức nhìn nhận, theo định hướng của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, giáo viên có thể ra đề kiểm tra ngắn gọn, yêu cầu học sinh nghị luận về một vấn đề hoặc một hiện tượng xã hội để học sinh bày tỏ quan điểm. Tuy vậy, với đề thi kể trên, giáo viên này cho rằng phông bạt là tiếng lóng, do đó người ra đề nên có phần chú thích từ ngữ cho học sinh và để trong ngoặc kép từ phông bạt. Đề thi áp đặt giới trẻ hiện nay có lối sống phông bạt là chưa phù hợp. Thay vào đó, người ra đề nên yêu cầu nghị luận về lối sống phông bạt của một bộ phận giới trẻ. Một giáo viên dạy ngữ văn khác tại một trường trung học phổ thông ở nội thành thành phố Hồ Chí Minh cũng cùng quan điểm trên. Giáo viên này nhìn nhận đề thi có phần quá sức với học sinh lớp 10 vì chỉ làm trong 45 phút. Đề thi cũng không có phần đọc hiểu để nhận diện đặc trưng của thể loại theo định hướng của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 mà chỉ có một phần viết duy nhất. Theo đó, đề sẽ hay hơn nếu có một câu dẫn chuyện ở phần trên chỉ ra một số biểu hiện sống phong bạt của người trẻ, dẫn chứng thực tế từ cuộc sống rồi mới dẫn vào câu hỏi. Việc bàn luận về một hiện tượng tiêu cực cũng là con dao hai lưỡi. Với học sinh lớp 10 còn non trẻ, để yêu cầu các em bàn luận về một hiện tượng xã hội thế này cần cẩn trọng. Đề thi có thể khiến học sinh thích thú, nhưng giá trị giáo dục thực sự của đề thi thì cần bàn lại. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, thời gian qua, việc giám sát của một số người dân đối với lực lượng cảnh sát giao thông có lúc, có nơi chưa khách quan và đúng quy định. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp lợi dụng quyền giám sát để quay phim, ghi hình, chụp ảnh quá trình làm việc của cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông và chia sẻ lên mạng xã hội nhằm mục đích là quấy rối, gây khó khăn cho công tác thi hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Do đó, trong thông tư số 46 vừa ban hành, Bộ Công an đã bỏ quy định giám sát cảnh sát giao thông bằng thiết bị ghi âm ghi hình. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11. Cụ thể, nếu hiện nay Điều 11 Thông tư 67/2019 quy định người dân được thực hiện giám sát hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông thông qua việc ghi âm ghi hình có điều kiện, thì tại Thông tư 46/2024, Bộ Công an đã bỏ quy định này. Kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2024, người dân được giám sát thông qua 5 hình thức: tiếp cận thông tin công khai của lực lượng công an và trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua các chủ thể giám sát theo quy định của pháp luật, tiếp xúc, giải quyết trực tiếp công việc với cán bộ chiến sĩ, kết quả giải quyết các vụ việc đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, quan sát trực tiếp công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho rằng việc không quy định người dân được giám sát cảnh sát giao thông thông qua hình thức bằng thiết bị ghi âm ghi hình phù hợp với quy định của Nghị định số 13 năm 2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân, Bộ luật dân sự, Luật An toàn thông tin mạng và Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này tại huyện vùng cao Mù Cang Chải, Yên Bái, lúa đang chín vàng trên những triền ruộng bậc thang. Đây cũng là lúc đồng bào Mông vùng cao phấn khởi thu hoạch vụ lúa chính năm nay. Vâng, năm nay thì thời tiết tương đối thuận lợi cùng với việc áp dụng những giống lúa mới cho năng suất cao nên người dân đều vui mừng hạnh phúc khi gặt lúa. Sau đây là ghi nhận của phóng viên VTC. Bản Háng Đằng Dê, xã Kim Nội, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Những bông lúa chĩu nặng đã nhuộm vàng trên khắp các thửa ruộng bậc thang. Gia đình anh Vàng A Trình phấn khởi bước vào vụ gặt. Năm nay, sản lượng lúa thu được nhiều hơn so với mọi năm. Anh phải nhờ thêm người thân, hàng xóm để kịp thời gian gặt lúa. Chúng tôi rất là hạnh phúc với mùa vàng bột thu như thế này. Lúa mình thì hôm nay là đã chín vàng, thì hôm nay như tôi nhờ anh em trên bản ấy để xuống hỗ cho gia đình cắt xong rồi thì để phơi hôm nay đến ngày kia mới nhờ anh em bà con có thể lên được thời tiết, thì cái dân ấy thì mình tiền thể lấy cái dân ấy để làm dự trữ cho châu bò ăn. Cũng như anh Trình, nhiều hộ gia đình ở bản Háng Đằng Dê cũng vui mừng khi năm nay được mùa.
như chị Giàng Thị Sông, nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật và trồng giống lúa mới, chị có thể thu hoạch được 70 bao lúa. Tôi rất là vui khi thu được 70 bao về nhà, được làm lương thực cho lợn, gà và cả gia đình tôi nữa. Tôi rất là hạnh phúc khi có vụ lúa vụ thu ạ. Tại các xã Mồ Dề, Chế Cu Nha, La Bán Tần, Khao Mang, từ cuối tháng 9 đến nay, người dân đều phấn khởi thu hoạch lúa. Sau khi gặt xong, các gia đình sẽ phơi lúa ngay tại cánh đồng trong thời gian từ 2 đến 3 ngày. Khi lúa khô hẳn, bà con sẽ đập và đóng vào bao để trở về nhà. Nhà tôi có 20 thửa ruộng. Những năm gần đây, nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng so với trước đây, gia đình được nhiều thóc hơn. Với diện tích này, trước kia chỉ được khoảng 30 đến 40 bao thôi. Nhưng do chuyển đổi giống cây trồng nên gia đình thu được từ 60 đến 70 bao. Ngoài ăn uống, nhà tôi còn chăn nuôi thêm để tạo kinh tế cho gia đình. Hiện tại gia đình tôi đã thu hoạch gần xong, lúa vẫn thu được như mọi năm nên sẽ đủ ăn, không lo thiếu đói. Sau khi gặt xong, gia đình sẽ tận dụng những chỗ có nước để trồng rau cải xanh. Còn rơm, sau khi gặt xong sẽ thu dọn về nhà để dự trữ cho trâu bò ăn khi mùa đông và rét đậm, rét hại xảy ra. Theo thống kê, tổng diện tích ruộng bậc thang của huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái khoảng 7.000 hectare. Những năm qua nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất lúa tương đối cao. Ngoài lương thực, thực phẩm phục vụ nhu cầu của gia đình, nhiều hộ còn dư thừa để xuất bán ra thị trường, mang lại thu nhập ổn định. Trên vùng cao, đặc biệt là đối với những vùng đông đồng bào dân tộc số như huyện Mù Cang Chải, thì mỗi độ lúa chín được thu hoạch, trên này chúng tôi quen gọi là mùa vàng. Thì đây là một trong những cái mùa mà người dân phấn khởi nhất. Vì người ta cảm giác thấy là khi mà thu hoạch mùa màng được mang về nhà, đây là một trong mùa no đủ. Tuy là với cái giá trị sản xuất bằng nông nghiệp thì trừ các cái giống má, trừ thuốc phân bón thì cái giá thành còn lại cũng không lớn lắm. Nhưng bà con cũng rất là hạnh phúc bởi vì người ta chỉ cần là thấy đảm bảo cái an ninh lương thực cho cả gia đình ăn một năm là người ta rất phấn khởi. Mùa vàng trên những ruộng bậc thang đã và đang mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho người dân ở huyện vùng cao Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Nhờ sự chăm chỉ, chịu thương chịu khó, đồng bào Mông nơi đây đã có những vụ mùa bội thu nơi lưng chừng trời.